Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại quay trở lại với các bác bằng một cái video giới thiệu lại đến toàn thể các bác một cái mẫu quan pin của Hitachi. Đấy, con này thì có mã là 36V. Đấy, nhưng mà thực tế thì khi mà chúng ta đo thì nó là 21V các bác nhé. Đấy, còn cái tem nó dán là 36V thì kệ nó thôi, các bác không để ý được cái đấy. Thế nhưng mà thực tế là của nó là 21V, pin là sử dụng pin 5 cell. Đấy, bên em là đóng pin tốt nhé, dung lượng là 1500 mAh. Đấy, thì con này là con khoan pin 3 chức năng các bác nhé, khoan pin 3 chức năng. Đấy, thì tại sao nó gọi là 3 chức năng? Đấy, thì em giới thiệu luôn ở đây cho các bác xem. Thì đây này, các bác có thể nhìn thấy đây, đây là cái chức năng là khoan bắt vít này, chức năng khoan thường và chức năng khoan có búa. Đấy, chức năng khoan có búa là chúng ta có thể khoan được tường các bác nhé. Đấy, con này khoan tường thôi, còn khoan bê tông thì hơi khó khoan đấy. Đấy, thì khoan được tường các bác nhé. Đấy, thì con này có tổng cộng là 25 cấp độ trượt nhé các bác. Con này có 25 cấp độ trượt. Đấy, máy cực kỳ chắc chắn, cực kỳ đẹp. Đấy, và có hai cấp tốc độ. Đấy, nhanh chậm nhé. Đấy, đầu mang danh là 10mm auto lock. Sử dụng động cơ 775 các bác nhé, siêu khỏe. Đấy, pin là sử dụng pin 5 cell. Máy sẽ gồm có hai cục pin. Đấy, thân máy và cục sạc adapter các bác nhé. Đấy. Đấy, con này thì hiện tại bên em đang phân phối và bán với số lượng cực kỳ lớn đến toàn thể các bác nhé. Đấy, và con này nó có một cái mức giá là cực kỳ ưu đãi, cực kỳ tốt các bác nhé. Đấy, con này thì nó phù hợp với các bác là thợ nhôm kính, thợ điện tử. Đấy, các bác thợ điện dân dụng. Đấy, thợ trần nhựa, trần vách, thạch cam. Nói chung là các bác sử dụng cái con này là cực kỳ ngon. Đấy, ngon và rẻ các bác nhé, ngon và rẻ. Bởi vì con này là bên em sẽ bảo hành cho các bác 6 tháng. Toàn bộ phần máy bên em sẽ bảo hành 6 tháng nhé. Đấy, và các bác nhận hàng, các bác đều được test, kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán. Đấy, cho nên là các bác cực kỳ yên tâm. Đấy. Đấy, một máy thì sẽ gồm có 2 pin các bác nhé, máy sẽ gồm có 2 pin. Đấy, đây em quay chi tiết cho các bác xem. Đấy, máy này. Đấy, thân máy này, một viên pin này, hai viên pin này. Đây là cục sạc adapter nhé các bác nhé, đây là cục sạc adapter. Đấy, các bác nhìn thấy chưa. Đấy, con này thì nó ghi là 36V nhưng mà thực tế nó 21V các bác nhé. Đấy, có một cái thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, đẹp và chắc chắn. Đấy, phù hợp với tất cả các bác sử dụng. Đấy, với mức độ là làm việc, mức độ là vừa phải, nhẹ nhàng các bác nhé, vừa phải, không làm nặng quá thì các bác sử dụng con này thì là cực kỳ hợp lý các bác nhé. Đấy, thì hiện tại bên em đang xả hàng con này với mức giá là cực kỳ tốt. Đấy, em cam kết là bao rẻ nhất thị trường các bác nhé, em cam kết là bao nhất rẻ thị trường. Đấy, với chất lượng đấy cực kỳ tốt và chế độ bảo hành cực kỳ tốt. Đấy, con này bên em bảo hành 6 tháng các bác nhé, bên em bảo hành 6 tháng và toàn bộ cái sản phẩm này khi mà bên em giao hàng đến tay các bác thì các bác đều được kiểm tra hàng, được test hàng trước khi thanh toán. Đấy, là cái ưu điểm của bên em là như thế. Đấy, một sản phẩm cực kỳ đẹp. Đấy, đấy thì bây giờ bên em sẽ test cái sản phẩm này. Bên em sẽ test cái sản phẩm này cho các bác cùng xem nhé. Đấy, đấy, bên em bây giờ đây, đây. Đấy, em sẽ bà xã em sẽ trực tiếp test cái sản phẩm này. Đấy, cho các bác xem. Đấy, là phụ nữ thôi nhá, chân yếu tay mềm. Đấy, nhưng mà sử dụng cái khoan này, đấy, cũng có thể là test, cũng có thể bắn được một cách bình thường các bác nhé. Đấy, đây, bên em sẽ trực tiếp test cái sản phẩm cho các bác xem này. Đấy, khoan cực kỳ khỏe nhé. Đấy, mặc dù là phụ nữ là chân yếu tay mềm nhưng mà bắn cái này cực kỳ dễ dàng. Đấy, cái hộp kẽm này là hộp kẽm dày 1.8L mà các bác thấy không, khoan bắn vào cực kỳ nhẹ nhàng. Đấy, đấy, rồi ok. Đấy, thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628 nhé. Em sẽ ưu tiên cho 10 bác khách đặt hàng đầu tiên với mức giá là 570.000.
em sẽ miễn phí ship đấy, toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho các bác với mức giá là cực kỳ tốt, chỉ có 570.000, và em ưu tiên cho 10 bác khách đầu tiên đặt hàng đấy, hoặc là đặt hàng đến ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020 trở về là các bác sẽ mua được với mức giá đó là 570.000 trên một cây khoan pin Hitachi 36V này nhá. Đấy, còn lại các bác mà mua đến ngày hạn ngày mùng 3 tháng 10 mà các bác đặt hàng thì cái con khoan pin này sẽ không còn cái giá là 570.000 nữa nhá. Đấy. Đấy thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà bên em tri ân khách hàng. Đấy, tri ân đến các bác những người mà đã gắn bó, đã ủng hộ với cả kênh Cu Bờm TV. Đấy thì trong suốt thời gian qua, đấy thì bên em đã tri ân cho toàn thể các bác một cái mẫu sản phẩm cực kỳ tốt, cực kỳ chất lượng với cái mức giá là sập sàn. Với mức giá này thì nói thật với các bác là em bán không hề có lãi nhé. Em bán không hề có lãi một chút nào. Đấy, em bán tri ân cho các bác thôi. Đấy thì các bác nào quan tâm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy, vâng, em xin chào và ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau nhé. Các bác mua hàng trên kênh Shopee của em thì các bác cứ nhấn vào cái phần link ở dưới phần mô tả dưới video các bác nhé. Đấy, em sẽ để cái phần link đặt hàng trên Shopee ở đấy. Thì các bác đặt hàng thì các bác có thể bấm vào cái link đấy là các bác đặt hàng nhé. Đấy, vâng, em xin chào và ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé.